Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ em NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não nặng, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ nam sinh vừa lên tiếng xin ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Chị Lan cảm thấy rất xúc động trước tình thương, sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng dành cho hai mẹ con. Đó là những sự hỗ trợ rất quý báu để gia đình có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho cháu D. Cũng là nguồn động viên rất lớn, mang lại niềm tin và hy vọng phép màu sẽ đến với cháu ở thời điểm khó khăn này. Trao đổi với phóng viên, chị Lan cho biết, đến thời điểm này, con trai chị đã có những dấu hiệu chuyển biến. Tuy rằng không thể nói trước điều gì nhưng chị xin ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Chị Lan cho biết, đến thời điểm này, gia đình em đã tạm thời ổn định để lo cho con, nên em xin phép được ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhường cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Mẹ con em xin cảm ơn tất cả mọi người. Người mẹ này cũng cho biết, trước đó, chị đã xin ngừng nhận tiền hỗ trợ, nhưng từ khi chuyển con về viện Phú Thọ, chị vẫn nhận được những sự hỗ trợ từ nhiều người. Liên quan đến tình hình sức khỏe, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não nặng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết Bệnh nhân NHD đã có những chuyển biến tích cực sau 6 ngày từ Hà Nội đưa về quê điều trị. Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện lên mức 5, 6 điểm trước đó chỉ ở mức 3, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt, hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp thở tự xen kẽ, tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước điều khá. Cho dù còn tiên lượng rẻ rặt, nhưng tình trạng này là có chuyển biến tích cực hơn so với trưa ngày 26 tháng 3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Khuya mùng 1 tháng 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 có thông tin chính thức về vụ cháy dãy nhà ven kênh tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Theo PC07 vào 19 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ 320 m2 tại địa chỉ số 124 trên 4 đường Phạm Thế Hiển, phường 2 quận 8. Ngay lập tức PC07 điều động phòng cháy chữa cháy quận 8 đội khu vực 1 PC07 cùng đội trên sông triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy. Tổng diện tích cháy là 470m2, chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Rất may mắn không có người thương vong. Vào lúc 19h40 phút cùng ngày, một vụ cháy bùng lên tại khu vực nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển, vị trí gần cầu chữ Y, quận 8. Sau khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán nhau, dập lửa nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội lan sang một số căn bên cạnh. Anh Lê Văn Hoàng, người dân chứng kiến vụ cháy cho biết đám cháy quá lớn, lửa khói đỏ rực bao trùm cả một dãy nhà nơi chuyên kinh doanh đồ gỗ. Mặc dù người dân huy động nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 2 tháng 4, người dân sống quanh khu vực cháy, dãy nhà ven kênh trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết sợ hãi, ám ảnh một số người sống trong khu bị cháy khi nhắc lại thời điểm ngọn lửa bùng lên vẫn còn bàng hoàng vì vừa thoát chết trong gang tấc. Chị Lý, nhà ở gần khu bị cháy, kể lúc nhìn thấy lửa bùng lên, chị đã vội thoát ra ngoài. Thời điểm đó, chồng chị Lý hô hoán cho gia đình rằng lửa đang cháy lớn. Anh liên tục dục ba mẹ con nhanh chóng chạy đi, còn anh ôm bình cứu hỏa ở lại dập lửa cùng bà con. Theo chị Lý, ngọn lửa bùng lên từ sửng gỗ. Lúc phát hiện cháy lớn, người dân trong khu vực cố dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành ngụ cùng khu với chị lý chị nguyễn thị nghĩa kể lại khi nghe tiếng chuông báo cháy thì vội chạy ra trước nhà lúc này lửa bùng lên đỏ rực hơi nóng tỏa ra dữ dội thời điểm chỉ mới cháy có hai căn thôi mà lửa đã rực như muốn nuốt chửng mọi thứ theo chị nghĩa thời điểm nhiều hàng xóm vội gom đồ đạc người già trẻ nhỏ và phụ nữ được ưu tiên ra ngoài trước còn cánh đàn ông vẫn nán lại để hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa ở trong khu vực xảy ra đám cháy chị nguyễn hoàng hải yến thấy mình vô cùng may mắn khi kịp thoát thân Chị Yến nói lúc lửa bùng lên, chị đang ở trong căn nhà khóa trái cửa. Nghe tiếng la hét, chạy đi cháy rồi, chị Yến hốt hoảng đập cửa. Thời điểm đó rất may có người nghe tiếng kêu nên mở cửa giúp, chị mới thoát ra an toàn. Ngoài ra ông Lê Minh, năm 52 tuổi ngụ quận 5, cho biết đã đọc được tin về vụ cháy. Chạy đi làm ngang thấy khói nên đến quan sát. Ông Minh nói, lửa cháy kinh khủng, lửa bùng lên dữ dội, mọi thứ bị thiêu rụi hết, tài sản thành cho, may mắn không thiệt hại về người. Trong khi đó, ông Dũng 64 tuổi cùng một số người dân khác sống trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển đã ở căn nhà của mình bị lửa thiêu cháy, lục tìm trong đống đổ nát mong tìm được chút tài sản còn sót lại. Đến trưa ngày 2 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, do lo lắng không biết nhà cửa và tài sản thế nào sau vụ cháy nhà, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Mới đây, công an huyện Thanh Trì Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thương Tín, Hà Nội, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thì phát hiện ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn khi thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy Đình Văn Ngọc lên nóc capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách đánh võng, di chuyển được khoảng 200 m thì đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về Công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17h30 ngày 1 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường, Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, mới đây ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận cầu Giấy Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường Ven Hồ, Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô, phát hiện xe vi phạm, tổ công tác công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đang bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy. Lúc này anh Tú vòng một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của đang chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước. Sau khi đang bỏ chạy được một đoạn, anh Tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe ngay lập tức đang nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát, buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo. Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao, nên anh Tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo. Tuy nhiên, đang điều khiển ô tô chạy khoảng 200 m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường, làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên, để lại phương tiện và bỏ trốn ngày 21 tháng 8 năm 2023, đang bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản.